Trên mọi nẻo đường địa hình thì không thể thiếu được những chiếc xe bán tải. Xe bán tải có thể nói là một chiếc xe đa dụng, vẫn ngồi được 5 người mà lại vẫn chở được rất nhiều đồ. Ưu điểm của những chiếc xe bán tải, thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là chở được đồ, thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Vì phần lớn những chiếc xe bán tải đều sử dụng động cơ diesel, tức là máy dầu. Và một ưu điểm rất quan trọng nữa là xe bán tải rất dài và cứng cáp, giúp chúng ta đi lại an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe bán tải Forager 2.2XLS số tự động, nhập khẩu. Sản xuất năm 2016, sản xuất tại Thái Lan. Đăng ký tên tư nhân, xe mới chạy 7 vạn km, đẹp nguyên bản, dàn lốp theo xe còn nguyên. Xe đã lắp full đồ, nội thất ghế da, dán phim cách nhiệt, màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi, camera hành trình. Nắp thùng cuốn có vai thể thao giống WinTrack 3.2. Hệ thống an toàn phanh ABS, EBD, kiểm soát hành trình, ga tự động Cruise Control trở tích hợp vô lăng, xe chạy ít nên còn rất mới cả về động cơ cũng như là nội thất và ngoại thất. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá 545 triệu đồng. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.